Rồi, 13 tuổi mà vậy. Trời ơi. Được, chú nhiêu? Chú 17 hả? Dạ. 16. Chú 16 à. Dạ. Chú là chú 17. Cô á là lúc đó cô mới có 17 tuổi. Rồi cô lấy ông chồng cô á là 27 tuổi. Dạ. Rồi á là chồng cô mới kêu bằng chú không à. Dạ. Thương con. Sao cái chú mới nói rằng là thương cháu. Dạ. Cái má cô mới nói rằng á là bây giờ á là hả chú nói thương con vậy đó, con chịu nó thôi, trời ơi ổng già lắm con không có thương đâu. Chứ chú mà sao mà lấy được. Dạ. Nhưng mà má cô nói rằng là hả chú cha là cha mẹ. Cha mẹ mất. Dạ. Mà ở ngoài ngoài quê Bình Định vô đây á là nghèo. Dạ. Không có ấy công ăn việc làm, thôi con thương nó đi đó, nó cũng giống như mẹ vậy mồ côi con biết không đó. Cái cô nghe vậy bắt đầu cô mới lấy chú. Dạ. Ở nay là được 45 năm rồi chú mất, rồi mất nay được 7 tháng. Dạ. Chú lớn hơn cô là tới 10 tuổi, cô mới 18 tuổi là chú 28 tuổi. Dạ. Chú chiều buồn như cô ha. Đó, bởi vậy thành ra chú ra đi nhẹ nhàng lắm con. Dạ. Ngày đó là ngày mùng 1. Mùng 1. Rồi đó, chú bỏ ăn cũng khoảng đâu cả tuần lễ không có ăn cơm ăn gì hết. Cái ngày đó cô mới nấu đồ chay á. Dạ. Cô mới lợi, cô nói anh ăn đi, ngày nay cơm chay em nấu ngon lắm. Dạ. Cái chú hả mở miệng ra chú ăn được 3 muỗng cơm, cái cô mừng quá trời, tự nhiên bỏ ăn bữa nay cơm chay là chú ăn thì chắc không chừng là chú khỏe lại. Dạ. Ăn xong cái cô mới nói rằng thôi giờ anh ở nhà cho em đi mua trái cây về em cúng mẹ nay ngày mùng 1 nha anh. Cái chú gật đầu, cô đi xuống với chợ Bà Chiểu á, mua dĩa trái cây đem về. Thì á là chú nằm ở trên cái ghế bố á, cái cô mới lợi thôi anh ơi em đi chợ về rồi nè, vỗ vỗ cái gò má của chú á, thì á là chú đã cứng người hết rồi. Trời ơi. Cô đi sao khổ con. Dạ. Cô mới la lên, cô nói với con, cô ba mày mất rồi con ơi, ba mất rồi. Thôi bây giờ mẹ con đừng có khóc nha. Nhớ niệm Phật lên, niệm Phật kia lên. Cái cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ba mẹ con niệm Phật rồi mới lột đồ cậu ra, chú ra thay đồ rồi đâu đó đàng hoàng. Mới là báo cho anh chị em lợi để mà lo mai táng cho chú. Rồi chú ra đi rồi bây giờ cô buồn lắm. Lâu chưa cô? Nay được 7 tháng rồi đó con. 7 vậy là mới đây thôi. Nhưng mà chú hả được cái con gái là nó lo hết. Dạ. Chú lắm. Chú được đi qua tới bên Ấn Độ. Dạ. Thầy bên đó ở sư thầy mấy cầu năm đó. Dạ. Dạ. Rồi qua bên cái nước nào mà cái gì mà không có nước đó con. Dạ. Không có nước mà để đặt Mông Cổ hả? Cái nước đó đó gửi qua đó để làm những cái vòi nước cho cái người Mông Cổ đó đó. Dạ. Người ta xài. Thành ra là bên đó để cái khung nước lên đó là cái tên của chú là Nguyễn Khoa Tò. Wow. Cái đó là còn một cái việc thiện nguyện rất là cao quý ở nước ngoài ha cô. Nước ngoài á con. Dạ. Con gái của cô là nó làm về bên sự kiện á con, tổ chức sự kiện. Dạ. Rồi nó lo cho ba nó được. Nó có tâm cho người, Dạ. Bởi vậy chú ra đi rất là thanh thản. Nhẹ nhàng con. Không có đau đớn, không có la lối gì hết. Đi về không đầy một tiếng đồng hồ nó lại chú đã lên đường. Con nghe cô kể mà con cũng xúc động. Chú nhân bao nhiêu tuổi rồi cô? 69 tuổi à. 69 tuổi. Tuổi ngọ, giáp ngọ. Dạ, vậy là cô chú lớn hơn cô 10 tuổi. 10 tuổi. Dạ. Bởi vì lúc đó cô mới kêu chú bằng chú. Dạ. Nhưng mà duyên mà chú, duyên mà phải không cô? Duyên đến mà. Chú đâu có phân biệt tuổi tác đâu. Bình Định á. Dạ. Bây giờ cũng đây thì con chú cô. Xong nó vui được. Dạ, đúng rồi. Mình, như vậy thì thôi mình cũng chia buồn với cô. Dạ, cảm ơn. Cô thì cũng cố gắng vượt lên, vượt lên chính mình. Ví dụ đôi khi ví dụ mình nói là cái người thân của mình á mà mất đi á, mình đừng có lên khóc. Dạ, đúng rồi. Đừng có lên khóc. Dạ. Được. Mình nói thì dễ đúng không chú? Nhưng dạ. Bây giờ thằng kế giờ cô với chú đi mà ở trong cái gia đình mà ở từ hồi nào bây giờ từng mối đầu biết bao nhiêu năm rồi, tình thương mến thương biết bao nhiêu mà kể lễ được không? Mà mình cái tự nhiên cái đột ngột ra đi thì nhiều đâu khi ai cũng vậy. Ví dụ mình cứ nghĩ là bây giờ người
người thân mình mất đi mình không gì là không được, mình không không khóc được, mình nói chứ ai. Còn đôi khi cũng có người kiềm chế được, còn có người không kiềm chế được đâu. Ví dụ gì bút xúc không bao giờ kiềm chế được. Còn hôm nay em chào chị. Có gì cô nói vậy? Ví dụ bây giờ cô cứ bây giờ chị nhắc tí tí thôi, chứ còn mình nhắc hơi xúc động. Ví dụ như đúng là chúng ta xúc động, ai cũng vậy, ai cũng phải có cái bản thân mình, ví dụ có cái tình thương đó. Thôi giờ mình cũng nén lại tí à, đó mình nén lại tí. Giờ mình cứ như nén là nén lý do gì cô kể cái chuyện mà nó tha vời là cái chuyện này nó là lạ, ví dụ vậy đó, thì nó mới kiềm chế được. Chứ cô mà càng đi vô sâu thì cô càng đi vô sâu á thì cô thấm bắt buộc ai cũng vậy á. Tuổi chứ, nói chứ phải tuổi chứ, đúng không? Thậm chí bây giờ cái bà già tôi mà học tới thì bà cũng mới mất đây, bà cũng mới mất đây cũng được trăm mấy ngày, cũng chắc năm rồi thì bà cũng bị covid á đó. Mà mình cũng đôi khi mình thương, mình ai lớn thì bà già 86 tuổi rồi thì cũng phải lớn tuổi rồi, ví dụ ai cũng phải ra đi. Mà mình ra đi là mình tuổi là tuổi thôi, nhưng mà nhà mình là gì đó, sao không có ai đưa đón hay là không có ai mà đốt nhang mẹ mình được, nó dù vậy. Còn ví dụ là trong bệnh viện là cứ nói bà già mình mất một cái rồi là xuống không kịp đâu, là nó cuốn đi à, nó đem đi liền rồi, cái đầu nó hẹn mình từng lễ đem cái hũ cốt về đó, là rồi bản thân như vậy, đúng rồi. Mà mình cứ về cãi nó ai chú vậy? Cũng chia sẻ với chuyện gia đình của chú đó, quá cảm ơn chú. Mình cũng là ví dụ bây giờ là mình cũng nói là thật đấy, ví dụ bây giờ là mình thương mẹ mình, ai cũng con cái mà ai cũng có cái hiếu cho mẹ hết trơn á, chứ không ai không có cái hiếu đó. Mà mình nén lợi mình tuổi tí thôi, cũng lúc đầu mình cũng phải tuổi chứ, tại vì sao bao nhiêu người ta cũng làm đám, ai cũng để tang, ai cũng là đốt nhang cho mẹ mình, ví dụ vậy. Còn mẹ mình không được, tại vì cái tay không, bây giờ cái bệnh nó quá là gờ quá là ấy, chứ còn mình thì bà già nó cũng vậy. Tôi nói thì giờ cô chưa con nói với con nghe, ví dụ mình tới rồi cũng có nói thôi mà để giải giờ cô chú nên mời chú luôn á. À, cái này giống là lọc câu năm đi cô. Dạ dạ dạ. Trời ơi, hồi nãy chú Tiểu là nghe cái vụ mà cháu nội bà nội đó cô, nên giờ mời bà nội tới vừa luôn á. Trời ơi sao Khang, em thấy được không? Hôm qua ông kia vậy phải không cô? Dạ. Dạ. Vậy là coi hết. Dạ. 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 Dạ đúng rồi. Vậy là cô biết hết trơn. Trời ơi, không có đứa nào trốn khỏi hết. Dạ. Có gì là chưa biết, cô biết cả dạ. Bình Chánh luôn hả? Đứa nào ở địa chỉ nào cô biết hết trơn. Cô có con ngựa kìa cô. Hả, có thấy ngựa chưa? Ngựa trong hoa viên á. Tin ở trên YouTube cũng nhiều cái sai lệch lắm cô, không có đúng được. Mà chính miệng chú kêu tôi làm nói hay là báo nó báo nó đọc hay là chú chính miệng cô thấy hát tôi nói mà ba ba nhỏ em thứ tư thấy đó nữa em gọi là mới vừa gọi là báo cái hình vô thôi. Dạ cái đó là con đúng rồi cô. Dạ bây giờ người ta bây giờ cô nói cô bây giờ người ta không thích không thương người ta cũng nói tiếng tâm. Dạ đúng rồi. Đưa trên đài bởi vì nhiều người ở nhà ta nghe gì con biết không nhiều. Dạ. Mình chỉ lên đây mình cắt ngang mình ái mộ cậu mình cắt ngang cho cậu thôi. Chứ cô có thấy chính miệng chú cũng lòng quá miệng nói đâu. Mình đâu biết chuyện gì đó. Dạ. Có hôm qua mấy chị mấy cô không biết chứ Kim Tử Long lên mạng thiệt mà có nói là có không có tiếp tàu hoàng chứ cái gì vậy chứ chơi hoài có hôm qua
chuyện trời ơi trời ai mà nói tầm bậy vậy. Có mong chị hoàng lòng, xin người chị giúp giùm cho đây miền Nam núi chập trùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn. Sao có tiếng nhạc nó nghe cái điệu nó hay hơn. Dạ không, nhưng mà cái này là Hồ Quảng phải không cô? Bây giờ mình tiếp tục lại. Giờ là cô đang hát Hà Quảng ha. Dạ. Có tiếng nhạc là em không muốn quay. Dạ. Đấy, thì mình cứ thôi khó quá mình bỏ qua đi cô. Dạ. Trời ơi, con hôn một sừng vào nữa. Sao ngày nào cũng lại đây hết à, hôn một sừng. Thôi bây giờ mình sẽ đuổi hôn ra. Ê, 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 đi ra. Nó tính ăn... ăn trái cây của cô Huệ. Còn bây giờ mình đuổi nó ra. Đi. Đi ra. Nó không có sợ người ta nha. Mày không sợ tao, tao cũng không sợ mày luôn đó. Trời ơi, nó đứng là nó nhìn kìa. Nó không có sợ con chú ư. Trời ơi, hết không. Trời ơi, coi ổng. Trời ơi ông. Sao mà quăng nó, tội nghiệp nó. Nó đâu có đau đâu anh. Không đau gì anh, còn nghe đau hai nó ở đây. Nghĩ sao quăng cái dùi, cái đùi vô lưng ta. Dạ. Trời ơi. Ta nói không đau. Đến đây thì vừa làm hết mình dư xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.